Kính thưa cộng đoàn, Chủ nhật hai phục sinh còn gọi là Chủ nhật kính lòng Chúa thương xót. Chúng ta thấy tin mừng hôm nay thuật lại chuyện Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ thêm một lần nữa. Lần này có sự hiện diện của ông Tô-ma-s. Thì chúng ta thấy thật sự ra mà nói, có những người thì oán trách Tô-ma-s, nhưng mà thật sự cũng không nên oán trách Tô-ma-s đâu. Bởi vì chúng ta đặt vào cái hoàn cảnh của Tô-ma-s khi chúng ta không thấy được Chúa Giêsu phục sinh, thì chắc chắn chúng ta cũng sẽ không tin. Nói thì dễ, nhưng mà sống mới khó. Bây giờ ma thử nghĩ một điều thôi, nếu bây giờ gọi là sống giữa anh chị em đồng bào với những người nghèo mà không bao giờ ma quan tâm, ma chia sẻ với anh chị em đồng bào, thì thật sự ra anh chị em cũng không tin nữa. Dẫu rằng vật chất nó cũng chẳng là gì đâu, nó cũng chẳng là gì cả. Ma nghĩ rằng những cái phần quà hay là những cái lo lắng của ma, thuốc men quan tài hay là cái bữa ăn thứ bảy hàng tuần, hay lo cho thiếu nhi hàng tuần, hay tất cả mọi chuyện, nó chẳng là gì cả. Ngay cả cái chuyện làm bàn thờ cho dân, nó cũng chẳng là gì cả. Nhưng mà nếu như ma không thể hiện tất cả những điều đó, thì hỏi rằng nếu mà nói về lòng tin của dân đối với các linh mục hiện diện với dân mà không thể hiện một chút gì đó, thì chắc chắn cũng chẳng ai tin. Người ta vẫn thường hay nói với nhau là chỉ được cái miệng á. Đôi khi mình nói mình thương dân mà mình không có quan tâm cụ thể thì dân cũng chẳng tin đâu, cứng tim. Và cái sự cứng tim của Tô-ma-s cũng dễ hiểu thôi, không thấy. Nhưng mà rồi Chúa Giêsu đã hiện ra một lần nữa, có các môn đệ và có cả Tô-ma-s. Tô-ma-s rất bộc trực: nếu mà tôi không xỏ tay vào lỗ đinh của thầy, tôi không tin. Nếu một người bình thường thì chúng ta thấy Chúa Giêsu sẽ giận Tô-ma-s, Chúa Giêsu sẽ bực mình, và Chúa Giêsu sẽ không nói gì nữa, hoặc là thậm chí rủa xả Tô-ma-s. Nhưng không, Chúa Giêsu rất thương trước cái lòng cứng tim của Tô-ma-s. Và Chúa Giêsu nói: này anh Tô-ma-s, anh hãy xỏ ngón tay vào lỗ đinh của thầy, vào cạnh sườn của thầy. Và Tô-ma-s đã tin. Đứng trước cái thái độ cứng đầu cứng cổ của Tô-ma-s, Chúa Giêsu phục sinh đã không giận, không hờn, không oán trách, mà còn thương cũng như bày tỏ mình ra cho Tô-ma-s thấy. Và như thế Tô-ma-s đã tin. Và sau khi Tô-ma-s tuyên xưng niềm tin của mình, thì Chúa Giêsu nói: phúc cho ai không thấy mà tin. Bản thân chúng ta là những người thế hệ sau, rất sau với các môn đệ, thế nhưng qua chứng tích, qua chứng tá niềm tin của các môn đệ, chúng ta tin vào Chúa Giêsu phục sinh. Để chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu đã thật sự phục sinh rồi. Chúa nay thực đã phục sinh, Chúa nay thực đã phục sinh, Chúa sống lại từ cõi chết,
để mang ơn cứu độ cho loài người chúng ta. Thế nhưng rồi, chúng ta còn có cứng lòng tin như Tô-ma hay không? Hay lòng tin của chúng ta mềm mại và chúng ta tin tưởng phó thác cuộc đời của chúng ta trong tay Chúa? Thật sự ra, nói về một đời sống đức tin, về lòng tin của con người, Ma thấy thật sự không đơn giản. Giữa một cái cuộc sống mà phải nói rằng cơm áo, gạt tiền, kinh tế, mùa này vắng bởi vì giáo dân phải ra đồng để kiếm sống, để chúng ta thấy một cái thực tại của cuộc sống, để nói mình tin Chúa không đơn giản. Mới ngày lễ phục sinh chúng ta đi rất đông, nhưng sau đó nó lại cứ rơi dần và rơi dần. Lòng tin của con người vào Chúa là như thế, mong manh và mỏng giòn. Và vì thế chúng ta lại cần xin Chúa thêm ơn cho chúng ta, để chúng ta công nhận, chúng ta xác tín niềm tin của chúng ta vào Chúa. Niềm tin của chúng ta nó mong manh lắm. Nếu như chúng ta xác tín, chúng ta tin Chúa thật ở trong cuộc đời của chúng ta, thì chúng ta sẽ mãi mãi gắn bó với Chúa, chứ không phải là khi vui tôi đến, khi buồn tôi đi đâu. Thật sự ra, đúng là một cái cuộc giằng co trong cuộc đời, giằng co lắm. Liệu rằng chúng ta có còn tin Chúa nữa hay không? Khi Chúa nói, khi ta đến lần thứ hai, liệu rằng ta không biết có niềm tin ở thế gian này nữa hay không? Niềm tin vào Chúa Giêsu phục sinh là một thách đố lớn trong cuộc đời của chúng ta. Nếu như chúng ta tin Chúa Giêsu phục sinh thật sự, thì cái cung cách sống của chúng ta cũng phải thay đổi. Chúng ta sống như thế nào để chúng ta diễn tả niềm tin vào Chúa phục sinh? Ma nói nhiều lần, ma rất sợ con số rửa tội. Ma rất sợ con số để theo Chúa đó. Bởi vì sao? Mọi người đều biết rồi, rửa tội thì rất là đông. Có khi là theo cảm hứng, có khi là đi cho nó vui. Nhưng để giữ đạo và sống đạo lại là chuyện quan trọng hơn. Chúng ta thấy ngày rửa tội rất đông, nhưng rồi sau đó nó rụt dần. Ngay cả bản thân những người có đạo, ma vẫn nói ma không dám nghĩ tới chuyện truyền giáo cho bằng, tái truyền giáo. Có nghĩa là ngay những người trong chính gia đình của mình, ma cũng cảm thấy buồn chứ. Trước đây nghe chồng bị nhơ là một người năng nổ, buồn chứ. Nhưng mà rồi sau đó nó rơi dần. Mỹ Nhân có cảm thấy buồn không? Đó, mà ước gì cái giáo xứ này nó sinh động, nó sống động. Nhưng mà rồi đó, đứng trước cái thực tại ấy, chúng ta buồn. Và chỉ có con đường duy nhất là cầu nguyện. Ngay như cái làng của chúng ta đây, gọi là cái làng Bố Mây Dương, tạm gọi là một cái làng nằm cốt. Nếu như trước đây mặt hành tráng, thì bây giờ giống như là cái gì đó nhạt, nguội, buồn lắm. Lẽ ra chúng ta phải diễn tả niềm tin ấy bằng cách đơn giản nhất là đi lễ, đi sinh hoạt ngày thứ bảy hàng tuần, tham gia các công việc của giáo xứ. Nhưng mà dường như là cứ đổ thừa cho công việc, đổ thừa cho đời sống, để rồi cứ nhạt dần, nhạt dần. Và đó, niềm tin vào Chúa Giêsu phục sinh vẫn là điều thử thách cho bản thân mỗi người chúng ta. Ai cũng nói tin Chúa hết, nhưng chính đời sống đã diễn tả, đã phản ảnh một cách thiết thực nhất
và lòng tin của mỗi người. Xin Chúa thêm ơn cho mỗi người chúng ta, để chúng ta tin Chúa không phải bằng môi bằng miệng, mà tin Chúa bằng cả tấm lòng của chúng ta, tin Chúa bằng cả cuộc đời của chúng ta.